bài viết của nhạc sĩ Tuấn Khanh với tựa đề Ca sĩ Khánh Ly nói gì về bộ phim Cuộc đời Trịnh Công Sơn? Sau khoảng một tuần công chiếu, bộ phim Em và Trịnh đã nhận được rất nhiều lời phê bình bên cạnh những lời khen ngợi về hình ảnh đẹp, âm nhạc quen thuộc, những hình ảnh ký ức Sài Gòn được phục chế thì diễn xuất của diễn viên và nội dung kịch bản là điều bị tranh cãi rất nhiều. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều người từ chối không đi xem bộ phim của Trịnh Công Sơn vì họ tin rằng hệ thống kiểm duyệt của nhà nước vẫn chẳng chịt nên sẽ có thể phô diễn một Trịnh Công Sơn theo ý của nhà cầm quyền mà thôi. Điều đáng nói là bộ phim này có rất nhiều chi tiết liên quan với những người còn sống nhưng không hiểu sao đạo diễn cũng như diễn viên lại không dành nhiều thời gian tham khảo với những người có liên quan cụ thể trong trường hợp đó là nhân vật khánh ly trên các bài báo quảng cáo về bộ phim này đạo diễn cũng như những người thực hiện nói rằng họ rất quan tâm để tạo dựng nhân vật trịnh công sơn cũng như xây dựng nhân vật nữ thay cho hình ảnh của ca sĩ khánh ly theo mô tả đây là những chọn lựa hết sức công phu và khó khăn ca sĩ khánh ly kể diễn viên bùi lan hương ca sĩ hóa thân bà trong phim, từng gửi email, gọi điện thoại xin bà tư vấn về vai diễn. Bà Khánh Ly nói trong cuộc gọi kéo dài khoảng 3 phút, Bùi Lan Hương hỏi ăn mặc sao cho da chất của bà. Thời trẻ tôi giản dị lại còn nghèo, tôi không có tiền mua quần áo, đôi guốc biết mũi đã cũ, sọc sạch, cũng không trang điểm, đeo trang sức sau đó tôi cũng không thấy ai hỏi thêm ý kiến của mình khánh ly cho biết câu chuyện này khiến nhiều người ngạc nhiên bởi rõ ràng về mặt tổ chức phục trang và miêu tả nhân vật có vẻ như đạo diễn đã phó thác cho diễn viên chứ không có sự tổ chức chi tiết nào khác mọi thứ được tập trung để miêu tả nhân vật trịnh công sơn nhưng dường như Chế độ kiểm duyệt đã khiến những góc cạnh thú vị có thể trình bày được cuộc đời vai trò của họ Trịnh trong lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa chỉ rõ nét hình ảnh của một thanh niên yêu đương, lăng nhăng và nhảm. Mới lò mò đi theo diễm như mấy thằng stock trong phim kinh dị, xong thấy giao ánh phát là quên luôn nhỏ chị vừa tồn tại trên đời lên Đà Lạt nhớ nhung thư từ cho ánh được chút thì theo Khánh Ly tới bến. Còn viết vào thư khoe với ánh là anh mới quen con nhỏ này. Lúc về già cặp Michiko thì cũng hôn hít tưng bừng. Xong nghe tin ánh về thăm là sáng lác mắt. Báo hại cô dâu bò chạy lấy người trong ngày cưới. Trương Thiên Cơ, một người bình luận phim tự do ghi lại cảm xúc trên Facebook tất cả cứ trôi qua đều đều, ải ải. Hết thời lượng thì hết phim. Mà nó còn gây cho ta cảm giác trịnh sống chỉ để đuổi theo gái. Trong cuộc họp báo vào trung tuần tháng 6 công bố kế hoạch lưu diễn xuyên Việt kỷ niệm 60 năm ca hát, khi được phóng viên hỏi có đi xem qua bộ phim Trịnh chưa, bà Khánh Ly cười và nói, tại sao tôi phải đi xem một bộ phim hư cấu về một con người mà tôi đã biết còn đáng ngạc nhiên hơn trong đó hư cấu cả tôi dù bà khánh ly nói rồi cười nhã nhặn trong cuộc họp báo nhưng chi tiết này để lộ cho thấy việc sơ suất của những người làm bộ phim này khi họ không nghĩ đến chuyện gửi cho bà một tấm vé mời để được xem về chính mình trong phim sai lầm của bộ phim Em và Trịnh được nhiều người mô tả cho thấy rằng đây là một bộ phim giải trí đơn thuần nhưng đạo diễn ham muốn diễn đạt như là bức chân dung điện ảnh về cuộc đời một nhân vật nổi tiếng đang được chế độ bơm đầy khiến nhiều chi tiết phải gồng gánh những phần lịch sử không thể làm rõ trong chế độ kiểm duyệt. Ngân sách làm bộ phim lên đến 50 tỷ, thăm dò từ những người theo dõi việc ra mắt bộ phim này, cũng cho thấy rằng hầu hết là tò mò để xem một trịnh công sơn được diễn đạt trên phim như thế nào, nhưng không có quá nhiều hy vọng về một bộ phim hay. Cũng có nhiều người trẻ xem phim để được thấy một sài gòn cũ trước năm 1975 là như thế nào. Thế nhưng những chi tiết không đúng về lịch sử cũng như mập mờ tạo ra những nghi vấn về cái chết của nhân vật ngô kha vốn vẫn chưa có lời kết trong lịch sử về cái chết của ông ta tại huế là điều đáng trách của những người viết kịch bản khi bạn kiếm ăn bằng cách khai thác di sản việt nam cộng hòa nếu bạn không dám không thể nói đúng về chế độ này thì ở mức đạo đức tối thiểu bạn cũng đừng nói xấu nếu vi phạm nguyên tắc đạo đức tối thiểu này bạn chỉ là rác rưởi nhà văn trà đóa sống ở sài gòn nói về bộ phim qua những tình tiết được coi là không đúng với lịch sử hoàng lê một nữ khán giả xem phim người đã sống qua những năm tháng của sài gòn cũ chỉ ra vài chi tiết bất hợp lý trong phim ngoài những lỗi kiến thức dẫn đến dàn dựng sai như cảnh quân cảnh lái xe jeep chặn bắt trịnh công sơn đang chở bạn gái bằng xe đạp ngoài đường để đưa về thẩm vấn vì sao sáng tác nhà ca ngợi hòa bình còn có cảnh khi còn ở Bờ Lao, Bảo Lộc, chưa về biểu diễn tại Sài Gòn khi nghe nói nữ ca sĩ John P của Mỹ đã ví cặp Khánh Ly Trịnh Công Sơn với cặp John P Pop Thailand. Khánh Ly Bùi Lan Hương đã nói với Trịnh Công Sơn Mình đẹp đôi hơn chứ. Đạo diễn phan gia Nhật Linh không biết rằng John P đã gọi Trịnh Công Sơn là Pop Thailand của Việt Nam, Pop Thailand of Việt Nam vào năm 1970 khi phong trào phản chiến ở Mỹ đang lên cao sau Tết Mậu Thân, còn Trịnh Công Sơn lên Blau dạy học vào năm 1964 sau khi tốt nghiệp trường Sư Phạm Quy Nhơn và anh gặp ca sĩ Khánh Ly ở Đà Lạt vào năm 1965. Phan Cao Hải Nam, một nhà bình luận điện ảnh viết trên blog Khi Trịnh lên Blau dạy học, ta không thấy anh trò chuyện với học trò, với người dân, có suy nghĩ gì về thời cuộc. Tất cả bị biến thành các cảnh MV rất bực bội. Trong những mối tình, Trịnh chỉ chạy trốn và thụ động với những dòng thư hiện lên xến xúa và xáo rỗng với tần suất dày đặc vô cùng thiếu tinh tế. Có thể nói bộ phim Em và Trịnh bị rằng xé giữa việc phục vụ giới trẻ với những tình tiết âm nhạc giải trí và cũng muốn lôi kéo luôn những khán giả muốn biết về một mảng đời có những câu chuyện tình của họ Trịnh. Bên cạnh đó lại pha trộn cả những hình ảnh chính trị thiên tà của ông ta như một món quà để lọt cửa kiểm duyệt. Tất cả điều này khiến bộ phim trở thành một nồi lẩu vụng về và biến các tuyến diễn viên trở nên nông cạn trong diễn xuất vì không biết mình phải trình bày nhân vật được phân vai theo hướng nào. Từ Sài Gòn, nhà báo Huỳnh Duy Lộc nói một cách điềm đạm. Mình cho đây là một bộ phim chưa hay, không có tầm. Mình tin là mai sau lịch sử sẽ đặt nó đúng vị trí. Khi được hỏi, diễn viên Bùi Lan Hương trong vai Khánh Ly có vẻ trao chuốt và điệu đà. Liệu có mô tả đúng cuộc đời của bà không? Bà Khánh Ly không bình luận gì mà chỉ kể lại một kỷ niệm khi đi hát với Trịnh Công Sơn bà tập trung trình diễn đến mức bỏ cả guốc dép đứng chân trần. Nữ ca sĩ 77 tuổi này kết thúc phần nhận định của bà về bộ phim Em và Trịnh bằng nụ cười. Có thể họ là những người yêu Trịnh Công Sơn nhưng yêu theo một kiểu khác, một kiểu nào đó.